Hôm trước khám sức khỏe ở trường thì thầy có báo lại là sức khỏe của mình có vấn đề. Nghe xong thì hơi hoảng hồn mà không dám hỏi lại là bị cái gì. Nhưng cũng đợi tới ngày tái khám lại coi nó làm sao. Khi mà cầm cái tờ giấy tái khám trên tay thì mới biết được là cái phần xét nghiệm nước tiêu của mình thì cái hàm lượng đạm nó vượt quá ngưỡng cho phép. Nên thành ra là bị một cái dấu cộng, còn cái lượng đường với cái kia thì không có sao hết. Chắc là do trước cái hôm khám sức khỏe thì mình giọng quá nhiều hải sản đi. Ta nói suốt ngày cứ nạp vô không mà chứ không bao giờ mà biết tống khứ ra hết. Cũng may là khám lại thì không có sao nên bữa nay ăn cái gì thanh đạm tí đi ha. Hôm qua mới đi thấy con cá gì nhiều lắm, để bữa nay quay lại coi còn không. Ta nói cái mực ống nó tươi gói gói luôn, đem về nấu lẩu ngon dữ à. Mấy bữa nay thì siêu thị có loại cá này quá trời. Cá biển thì mình không có gành lắm, nhưng nhìn nó giống như là cá đói vậy đó, mà cái bụng của nó căng dữ lắm nha. Mình nghi là bên trong nó có trứng, tò mò mua về thử coi coi bên trong nó có trứng không ha. Một dĩ ba con này thì gần 500 yên, tính ra là khoảng 80 cành, mà con nào con nấy thì nó to khủng khiếp. Cá này thì được đánh bắt từ vùng biển Hokkaido, bởi vậy mình nghi đâu là đúng đó mà bên trong nó có trứng thiệt. Mà cái trứng này hiện hơi lạ lạ, ngay bên trong nó trắng đục, kiểu nó không có mấy cái hộp nhỏ nhỏ như là mấy trứng bình thường. Nhưng mà thôi kệ, cá nào mà miễn có trứng là mình ăn hết, sợ gì mà phải kiêng với cử. Mà nhìn nó giống cái gan hơn là cái trứng ha. Mình sẽ hấp trứng với lửa nhỏ liu riu trong vòng 1 tiếng, để vô thêm miếng xả vô nữa cho nó thơm. Hấp mới có 1 tiếng thôi mà trứng đã chín rồi nè. Mà nhớ làm thêm cái chén muối tiêu có 4 cái trái ớt ha. Giờ để mình ăn thử coi cái vị của nó như thế nào ha. Lúc đầu thì mình tưởng đâu là hấp lên thì cái trứng của nó sẽ cứng lại, nhưng ai mà có dè đâu là nó mềm như tàu hũ non vậy. Mà nó mềm béo có một cái vị sữa, ăn nó thì ốc heo vậy đó, nhưng mà nó béo hơn ốc heo nha. Tự nhiên giờ suy nghĩ là không biết cái này phải là cái trứng không hay là cái gì nữa. Ý là mình không dám gấp mạnh bạo luôn đó, mà nó bể ra tùm lum từ lưa hết. Xài cái đũa là thấy không ổn, thôi chuyển qua cái muỗng cho nó nhanh. Ăn nó mà cứ mềm mềm béo béo như là tàu hũ non vậy đó. Nó có một cái độ ngọt ngọt y như là cái vị sữa. Cái này thì phải ăn chung với muối tiêu thôi, tại vì nó béo dữ dằn lắm. Ai mà biết con cá này tên gì thì nói cho mình biết với nghe. Hình như là cá chích hay là cá đói gì đó, mà hình như là mình nhớ trứng cá đói thì nó đâu có giống vậy đâu. Do là sắp về nước rồi nên là tranh thủ đi chơi những cái chỗ mà chưa đi. Tính ra từ trước giờ mà ở bên Nhật thì mình cũng đi kha khá chỗ rồi đó. Cái vùng biển này thì có một cái đặc sản là mấy con cá nhỏ nhỏ, mà cái tên tiếng Việt hình như là cá mòm hay vậy, mình cũng không nhớ rõ nữa. Tại vì nhớ hồi xưa ở nhà mẹ có chiên bột với con cá này ăn rồi, chỉ dám kêu một cái tô bé bé ít hải sản thôi, tại vì trong người quá dư đạm. Mình cứ hễ cái món nào mà có lương với cá hồi là khoái à. Nhìn cái tô vậy đó chứ cơm không có nhiêu trơn á, toàn là rau nhiều. Đi chơi cả ngày xong rồi chiều cũng về ghé cái chợ gần nhà. Mình đi chợ gặp con cá này hoài luôn mà đâu có biết là cá bơm đâu, mà nghe nói là luộc lên ăn ngon dữ lắm. Bữa nay siêu thị này có con cua ga này quá trời, ta nói ăn nhiều quá giờ cũng không nhớ ăn cái loại này bao giờ chưa nữa, nên là lấy 3 hộp luôn về ăn cho nó đã. Cái này thì nó vẫn còn tươi sống ngoe ngoải bình thường nha. Mỗi hộp về là 600 yên, tính ra là khoảng 100 cành hộp đi ha. Hình như là cái loại này mình ăn rồi hay sao, mà đợt trước mình ăn cái con to hơn. Tính ra hết cái đống này là chừng khoảng 12 con đó, mà sao còn nhỏ nhỏ vậy mà người ta bắt sớm vậy ta. Hải sản mà còn tươi sống vậy thì cứ việc đem đi hấp thôi, cho vô thêm mấy cây sả nữa hấp cho nó thơm. Do là quá nhiều đi mình sợ không chín nên hấp tới tận 1 tiếng. Dở cái nắp nồi ra mà nó thơm bát ngát cả cái bếp luôn. Để mà ăn hải sản ngon thì làm sao mà hiếu được cái chén muối tiêu có 4 cái trái ớt được. Nguyên cái mâm cua đầy ắp ú ụ luôn. Giờ thì mình khui thử bên trong coi nó có gạch giết gì không nha. Đang thèm gạch chấm muối tiêu nên là miễn có gạch là ok. Cua này thì chỉ có 200 yên thôi mà được như vậy thì là quá xứng đáng rồi. Tới qua cái con thứ hai thì cái vỏ của nó không có được đẹp một tí, mà bên trong thì nó cũng xuất sắc giống như con hồi nãy luôn. Bẻ ra coi mà cái thịt của nó bên trong nó chắc lòi luôn. Mấy con cua này tuy nhỏ nhỏ nhưng mà nó có vỏ nha. Tại vì là vừa chắc thịt mà lại ngọt nước nữa, nhưng mà có điều là gai nhiều quá nên hơi khó ăn xíu. Còn mà ai làm biếng ăn vậy thì nấu riêu cua ăn cũng được. Cái gạch của nó thì cũng khá nhiều đó mà thơm với béo dã man. Có ai vô ăn phụ không chứ ăn hết đống này là tối nay mất ngủ. Cái vòng tay này thì mình làm bên chị Thanh Nhãn mọi người, có gì mọi người nhắn cho chị ấy nghe chứ bữa giờ ai cũng hỏi mình hết. Trước giờ thì mình ăn dâu ở trong siêu thị nhiều rồi, còn mà đi ăn giọng dâu tại vườn thì mới là lần đầu. Cái vườn này thì đi tàu từ ga nhà mình nó tới đây thì chừng khoảng 25 phút. Ở đây thì vé vào ăn dâu thỏa hết trong vòng 30 phút là 2 sen 3 một người, tính ra là tầm khoảng 400 cành đó. Dâu ở đây thì trái nó không có to khủng lắm, nhưng mà được cái là nó ngọt lắm nha. Mình thì không thích ăn dâu với sữa nên là đem theo hũ sẵn cái hũ muối Tây Ninh. Không biết mấy cái vườn dâu ở chỗ khác thì nó như thế nào ha, mà cái vườn này thì quy định 30 phút nhưng mà ăn thoải mái luôn, muốn ra chừng nào là ra. Tại vì là chủ vườn ta cũng hiểu được là khách vào á, vô chụp hình chụp hẹo này kia là tốn biết bao nhiêu thời gian rồi, mà mỗi người bụng dạ này kia dữ lắm thì cũng cỡ 30-40 trái là cùng. Ăn sao á mà chỉ bỏ vô bao tử thôi chứ đừng có bỏ túi bỏ bọc mang về là ok. Do cái đường đi của nó nhỏ quá nên là ngồi xuống đây cho nó mát. Không biết có ai bỏ cái cuốn dâu vô cái hộp của mình không mà sao hồi đếm lại ra tới 55 trái. Ham ăn hốt uống hay là giờ ghé vô hiệu hút lấy cái hộp bao tử này về, kỳ này chuẩn bị gửi về nhà thêm mớ nữa. Xong ghé ngang cái tiệm gần nhà lấy gạo muối này về ăn chứ bữa giờ cũng thèm. Cái món này mà để cho nó ngon thì làm thêm miếng gỏi
gỏi, bắp cải, cà rốt nữa. Mà đã là làm gỏi thì làm sao mà hiếu được rau găm được, đúng không? Ta nói cái củ cà rốt để ngoài cỡ đâu cả tháng trời, cái da bên ngoài thì nó hơi xấu xấu thôi, nhưng bên trong nó vẫn ngon lành cành đào. Trộn gỏi với nước mắm chua ngọt nó là ngon bá cháy. Đổ con gà ra mà cái mùi lá chanh hay gì không biết mà nó thơm kinh khủng. Mà trước khi ăn thì làm vài viên bao tử trước đi ha. Cái loại này khỏi phải nói rồi, nhà mình thì ai cũng dùng hết, nên là cái bao tử của mình lúc nào nó cũng khỏe ru. Nên là ăn uống đồ cứng đồ cay hay gì là vô tư. Đợt này thì mình chuẩn bị mang về nên ai có dùng thì nhắn mình sẵn sách về luôn. Bao tử mà khỏe rồi thì ăn đồ có dai cỡ nào thì vẫn cảm thấy yên tâm. Cái con gà này hình như là 1 cm hay là 1 cm 2 gì đó cũng không nhớ, nhưng mà tầm khoảng 200 cạnh con đó. Từ lúc qua Nhật tới giờ thì mình cũng ăn mấy loại gà uống muối rồi, nó thơm cái mùi lá chanh với cái mùi uống muối á, mà cái độ dai của nó là dai hiền từ, dai chấp nhận được nha. Chứ có mấy con dai muốn banh ta lông, ăn thịt gà mà tao nói tưởng đâu đang chơi kéo co không đó, muốn văng cái hàm tiền đạo ra ngoài. Sao kỳ này hên ghê ông bà độ hay gì mà trộn gỏi vừa ăn vừa uống biết nữa. Mà có ai công nhận giống như mình không, là con gà uống muối này nó chỉ ngon mỗi cái cánh, cái đùi với cái da thôi. Bữa giờ đầu năm nó là kiên kỵ, đâu có dám ăn hải sản gì đâu. Ăn mực á thì sợ nó đen, còn ăn bạch tuộc á thì sợ làm nhiêu nó tuột ra hết. Đến nỗi là hèm takoyaki mà cũng không có dám ăn nữa, tại vì là nó có bạch tuộc ở trong. Đi siêu thị gặp cua hoàng đế cũng không có dám ăn luôn. Ăn vô sợ cả năm toàn đi ngang chứ không có đi lên được. Nên bữa giờ toàn treo mỏ không có dám ăn con hải sản nào hết trơn. Nên bữa nay đi chợ gặp cái loại con mực nang này nè, lâu dữ lắm luôn mình mới thấy bán lại cái loại mực nang này. Thường mọi người ăn cái loại mực nang to thì nó không có ngon đúng không, nhưng mà cái loại vừa vừa vậy nè ăn bao giòn luôn. Mình sẽ lấy 2 hộp này là 980 yên, tính ra là khoảng 170 cành. Mua ở đây thì lúc nào họ cũng có giấy báo, với có thêm đựng bọc nước đá nữa để giữ độ lạnh. Cái loại mực nang này thì mình chỉ gặp ở ngoài chợ này thôi, chứ siêu thị mình chưa thấy bao giờ. Bình thường thì mọi người hay ăn mực nang to đúng không, nhưng cái loại xay vừa vừa vậy nè ăn một lần là khoái luôn. Cái loại này thì còn rất là tươi luôn nên ăn cực kỳ ngọt. Lần sau chắc phải mua nhiều nhiều luộc sẵn để dành ăn. Cái này mà ăn chung với mì gói là bao yên. Bây giờ thì mình sẽ rửa, nhớ lấy cái nang ra rồi làm sạch bên trong rồi hãy đem đi hấp. Bữa trước mình không biết để nguyên con hấp luôn, nên bữa trước ăn nó chảy bên trong ra tùm lum. Nên là nay rút kinh nghiệm làm bên trong sạch sẽ hết. Làm thì hơi cực tí đó, nhưng mà chút ăn nó ngon miệng. Giờ thì mình sẽ để vô cái nồi hấp. Để mực cho nó ngọt nhất thì mình cứ để nguyên con vậy hấp thôi, mà phải cho thêm miếng gừng nữa vô hấp chung thì nó mới thơm. Trong lúc hấp mực thì mình sẽ chơi con game hiệp sĩ khoai tây mà mình mê gần đây. Game này thì chỉ cần ghép các hiệp sĩ giống nhau lại để có hiệp sĩ mạnh hơn đi đánh quái và đi PK với người khác để xem ai diệt quái nhanh hơn. Đợt năm mới này thì game có ra mắt boss rồng phun lửa cực mạnh. Ai mà đánh được boss này thì comment cho mình biết chứ ha. Chứ mình là mê cái game này bữa giờ luôn á. Mới hấp có một tí mà mực cũng đã chín rồi nè. Chưa có ăn nữa nhưng mà nhìn bằng mắt là thấy con nào nó cũng giòn rồi đó. Để ăn mực ngon hơn thì làm sao hiếu được cái chén muối ớt có 4 cái trái ớt. Bữa nào mà quên nói cái câu này thì có mấy anh chị vô nhắc liền. Nhìn nó nút na nút nít mà làm mình phải ăn liền thôi chứ không có chịu nổi nữa. Để mình chấm miếng nước chấm xong rồi đớp cái rau trước ha. Cái rau mực thì nó giòn khủng khiếp luôn. Đặc biệt cái con mực nang này thì nó rất là dày thịt, nên ăn mấy cái con vừa vừa vậy thì nó vừa ngon, chứ to quá là nó dày dữ lắm. Mùa này đang lạnh lạnh làm miếng mực hấp chấm miếng muối ớt, ăn thêm miếng rau găm nữa là quá đã. Con nào con nấy thì nó cũng vừa vừa thôi mà cái thịt nó dày cui à. Mực này thì mọi người mua về làm cái lẩu hái chua cay thì quá là xuất sắc luôn. Không thì bây giờ làm cái món đơn giản ăn với mì gói thôi cũng được nữa. Thịt nó vừa dày giòn mà ngọt, ta nói ăn tới đâu là đã tới đó đó.